Xin chào quý vị, cái nguyên tắc đầu tiên để chị trò chuyện cùng với con, nói làm sao để cho con của mình nghe răm rắp á, là chị phải nhớ giùm tôi. Thứ nhất là phải nói đúng sự thật, không nói thêm, không nói bớt. Tôi kể chị một cái câu chuyện, có một cái trường hợp của một cái học viên tham gia trong cái chương trình của tôi đó. Thì tôi đến thăm nhà, thì chị biết là tôi đến nhà tôi bấm chuông, thì lúc đó ở gia đình á, cái người phụ huynh bước ra thì đứa trẻ nó mới lưỡng chững nó đi theo, đó chính là một học viên của tôi. Thì lúc đó tôi vừa bước vô nhà thì đứa trẻ nói là mẹ nói dối con, thầy bây giờ mới tới mà hồi nãy giờ mẹ nói là thầy đã tới, thầy chờ con hồi nãy giờ. Thì các anh chị biết, tôi mới biết là cái người phụ huynh này đó, trước khi mà tôi đã đến thì cái người phụ huynh này đã làm việc với con và nói với đứa trẻ đó là tôi đã đến mà ngồi chờ nó ở dưới. Nhưng mà điều đó nó không đúng sự thật, mãi cho đến lúc mà đứa trẻ nó đi xuống nó thấy tôi mới bắt đầu bước vô trong cái nhà thì nó mới phát hiện ra là mẹ không nói sự thật. Và khi mà tôi trò chuyện cùng với phụ huynh và tôi trò chuyện cùng với trẻ đó thì tôi mới biết được rằng cái điều này không phải là lần đầu tiên mà người mẹ nói với con được rằng là tôi đã đến trước mà những cái điều trong cuộc sống bình thường. Tôi nói ví dụ như thông thường đứa trẻ này sẽ 6:30 xe sẽ đến đón để con đi học. Thì cái người mẹ thường gọi con vào lúc 6:00 sáng, thì thay vì người mẹ nói là 6 giờ dậy, con dậy con chuẩn bị đi rồi con đi học, thì người mẹ nói với con thế này nè: con 6:30 rồi, bây giờ con thay đồ nhanh đi, xe đến đón chờ con bên dưới. Và khi đứa trẻ nó vội vã, nó thay đồ, nó đi xuống dưới thì nó không thấy cái chiếc xe đến đón và nó sẽ đứng chờ chiếc xe kéo dài khoảng 5 đến 3 phút. Thì 3 đến 5 phút, thì chính vì cái điều này đứa trẻ trong lòng nó sẽ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Bắt đầu từ thời điểm đó thì đứa trẻ nó luôn luôn nghi ngờ và nó trừ ra. Nó sẽ cảm thấy được rằng mẹ nói bao giờ cũng không có đúng cái sự thật, sẽ quá cái sự thật đi. Và cái phản ứng của đứa trẻ nó sẽ có xu hướng là khi người mẹ kêu dậy thì nó sẽ nằm chờ khoảng 30 phút, khi người mẹ kêu nó làm cái gì đó nó sẽ có thời gian chờ, bởi vì nó biết rằng người mẹ nó không nói đúng cái sự thật đó. Đó là nguyên tắc đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ anh chị. Muốn cho con của mình trở thành đứa trẻ biết vâng lời, nghe răm rắp của mình, thì phải nhớ giùm tôi, đó chính là nói đúng sự thật.